43 đội bóng đến từ 3 miền đất nước. Trong đó, 42 đội bóng được chia vào 5 khu vực thi đấu vòng loại để chọn ra 11 đội mạnh nhất cùng với đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng tham dự vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, tại tòa soạn báo Thanh Niên đã diễn ra lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cà phê Đờ Măng Đen lần 1 năm 2023. Sau lễ công bố, ban tổ chức đã nhận được văn bản đăng ký tham gia của hơn 50 trường đại học, cao đẳng học viện trong cả nước. Đây là con số vượt quá sự mong đợi của báo Thanh Niên và Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và hai đơn vị phối hợp thực hiện tổ chức giải theo sự chỉ đạo của ban bí thư Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đến khi VFF công bố điều lệ giải có những quy định chặt chẽ về một giải đấu sẽ nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, thì có một số đội không đáp ứng được nên số lượng chốt lại là 43 đội. Từ những lá thăm, nhiều bảng đấu hấp dẫn, kịch tính đã được công bố. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc với 6 đội, chia làm 2 bảng. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất bảng dự vòng chung kết. Hai đội nhì bảng sẽ đá playoff để xác định một đội tiến vào vòng chung kết. Các trận đấu của khu vực miền Bắc diễn ra ở sân trường Đại học Thủy Lợi. Tại khu vực miền Trung sẽ có 8 đội chia làm 2 bảng. Mỗi bảng sẽ đá vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng nhất mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết. Đối với khu vực Tây Nguyên Nam Trung Bộ có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt. Đội có thành tích tốt nhất sẽ dự vòng chung kết. Tương tự, khu vực Tây Nam Bộ cũng có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội có thành tích tốt nhất sẽ dự vòng chung kết. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại sân vận động Cần Thơ. Đặc biệt, sự đối đầu căng thẳng và hấp dẫn nhất phải kể đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh với 20 đội chia làm 5 bảng. 5 đội đứng nhất mỗi bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ đá playoff 4 trận. 4 đội thắng ở các trận playoff sẽ cùng chủ nhà là trường Đại học Tôn Đức Thắng dự vòng chung kết. Với những đối thủ như vậy thì sẽ giúp cho chúng tôi phải luôn nỗ lực. Bên cạnh đó, qua những trận đấu cũng sẽ góp phần tạo cho một sự hấp dẫn vào giải đấu. Thì mỗi đội đều có sự chuẩn bị rất là tốt. Hôm qua thì như các anh đã biết, hôm qua thì chúng tôi cũng đã tập huấn với Đại học Văn Hiến, Đại học Giao thông Tải. Thì các đội đều có một sự chuẩn bị rất là tốt cho cái giải năm nay. Tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại, ban tổ chức cũng công bố trang phục, bóng thi đấu, bài hát chính thức, công tác truyền thông và truyền hình của giải. Từ phía nhà tài trợ chính của giải đấu là công ty cổ phần tập đoàn Cà phê Đờ Măng Đen cũng bất ngờ trước quy mô và sự hưởng ứng từ sinh viên các trường đại học. Thì trước khi mà trở thành cái lãnh đạo của công ty cổ phần tập đoàn Cà phê Măng Đen ấy, thì tôi và các cái cộng sự cũng đã trải qua một cái thời gian sinh viên. Cái thời gian mà tôi nghĩ là đẹp nhất ở trong cái tuổi thanh xuân. Và tôi, cái giai đoạn đó tôi cũng rất là mong muốn có những cái giải phong trào như này để mình được tham gia, để mình có được một cái thanh xuân rực rỡ. Thì chính vì vậy đó là cái động lực mà tôi cùng các cộng sự tài trợ cho cái giải thanh niên này. Giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023, Cúp Cà phê Đờ Măng Đen là giải đấu được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao báo Thanh niên phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tổ chức thường niên. Giải đấu đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam. Các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3 năm 2023 trên tinh thần chơi đẹp, thắng đẹp, cổ vũ đẹp, đúng như slogan mà giải đã công bố. Giải đấu có tổng giải thưởng lên đến hơn 800 triệu đồng.